Thưa quý vị và các bạn, công tác cải cách hành chính trong thời gian qua luôn được huyện Thanh Chương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết công việc nhanh hơn, giảm bớt thời gian đi lại của người dân. Trong rất nhiều bộ phận, đơn vị, công an huyện thực sự là một điển hình đáng ghi nhận. Là đơn vị luôn có nhiều hoạt động tiếp xúc giải quyết công việc với người dân, đã từ lâu công an huyện Thanh Chương đã thực hiện tốt các nhiệm vụ ở bộ phận một cửa. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới nhằm tiếp tục phục vụ tốt hơn, công an huyện Thanh Chương đã coi việc cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm 2022, Đảng ủy, Chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo xây dựng và ban hành 6 kế hoạch, 12 công văn để thực hiện công tác cải cách hành chính, như kế hoạch số 585 ngày 7 tháng 12 năm 2021 về việc thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an huyện Thanh Chương, kế hoạch số 155 ngày 28 tháng 2 năm 2022 về việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an huyện Thanh Chương năm 2022, kế hoạch số 482 ngày 24 tháng 5 năm 2022 về việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng mô hình cải cách hành chính công an cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Chương, công văn số 36 ngày 18 tháng 12 năm 2021 về việc đôn đốc xây dựng mô hình cải cách hành chính tại công an xã, công văn số 211 ngày 11 tháng 3 năm 2022 về việc tổ chức lễ ra mắt mô hình bộ phận một cửa công an cấp xã, thông báo đến nhân dân và triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định số 217 về làm việc vào ngày thứ Bảy. Từ những chỉ đạo cụ thể và sâu sát này, Công an huyện Thanh Chương đã tổ chức lễ ra mắt bộ phận một cửa Công an huyện. Trên cơ sở điều kiện vật chất mới được xây dựng đạt chuẩn, đơn vị đã đầu tư bài trí khánh tiết, niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, đơn vị trang trọng thẩm mỹ, qua đó công khai minh bạch thủ tục hành chính để nhân dân dễ dàng tiếp cận tìm hiểu. Hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công của Bộ Công an để người dân hiểu và lựa chọn sử dụng dịch vụ công của lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng công an nói chung, công khai số điện thoại đường dây nóng và hòm thư góp ý tại phòng trực ban đơn vị chuyên tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính để nhân dân phản ánh khi có vướng mắc, thường xuyên đảm bảo tốt các điều kiện tiếp dân như nước uống, bàn ghế, bút viết và khu vệ sinh cho nhân dân đến làm việc nên được người dân đồng tình đánh giá cao. Tôi đến đấy để làm đăng ký dịch vụ công điện tử, hình ảnh bức khái. Thế là thấy bây giờ là tinh thần phục vụ của cán bộ đấy thì cũng rất là nhiệt tình, chú đạo hướng dẫn là rất là tận tình, nhanh gọn. Là một người làm hình ảnh gì bật mấy phút là xong. Chúng vì những ngày xưa là làm căn cước là phải chờ đợi lâu, chứ là làm rất là nhanh. Thứ hai là tôi hay đến đấy để làm đăng ký xe ô tô, xe máy á. Thấy là dịch vụ công mình tải về điện thoại làm là rất là nhanh gọn, rất đơn giản. Nói chung là bây giờ có phương tiện hiện đại, với hai nữa là có cái kỹ thuật hiện đại nên làm là rất là đơn giản và nhanh gọn thôi, không có vấn đề gì cả. Cùng với bộ phận một cửa tại công an huyện, bộ phận một cửa tại công an các xã thị trấn cũng đã được ra mắt triển khai xây dựng 33 trên 38 mô hình cải cách hành chính tại công an các xã thị trấn dựa trên các tiêu chí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của trưởng công an cấp xã, hồ sơ cải cách hành chính, tổ chức tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ. Những hoạt động này không chỉ đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà mà còn tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức và cá nhân. Người dân rất hài lòng với cơ sở khang trang, sạch đẹp, chính quy hiện đại, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ chiến sĩ công an xã khi đến giải quyết công việc. Nhờ sự quan tâm đầu tư vào cuộc mạnh mẽ của tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ từ huyện đến cơ sở, trong năm 2022, lực lượng công an đã tiến hành thu nhận thông tin cấp căn cước công dân cho 68.586 trường hợp tại bộ phận một cửa công an huyện và cấp lưu động tại các xã thị trấn, đã tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ cấp phát 6 chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh về an ninh trật tự cho 6 cơ sở, tiếp nhận và cấp đăng ký mới, cấp lại, sang tên cho 7.898 xe mô tô, xe máy điện. Đã giải quyết xong các thủ tục trước hạn cho gần 10.000 hồ sơ, đúng hạn cho gần 15.000 hồ sơ, không có trường hợp nào bị quá hạn.
Việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân đều thực hiện đúng nguyên tắc quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch, thuận tiện trong giao dịch, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nhiều đơn vị đã vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng. Công an xã Thanh Ngọc là một trong những đơn vị đầu tiên của công an huyện Thanh Chương đã thực hiện được trong cái nội dung là hoàn chỉnh 100% công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Thanh Ngọc đã được thu nhận và cấp căn cước công dân. Để đạt được cái thành tích này thì lực lượng công an xã Thanh Ngọc đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo rất là sát sao của lãnh đạo công an huyện, rồi của đảng ủy, lãnh đạo ủy ban nhân xã Thanh Ngọc và sự phối hợp của các cấp các ngành trong cái công tác cải cách hành chính, mà đặc biệt là trong cái lĩnh vực phục vụ nhân dân để làm căn cước công dân. Và tiếp tục đấy thì sẽ kích hoạt định danh điện tử, hướng dẫn công dân lập tài khoản dịch vụ công. Với thành tích này thì chúng tôi đã được giám đốc công an tỉnh có thư khen đối với công an xã Thanh Ngọc trong việc cấp căn cước công dân, đảm bảo cái kế hoạch 70 ngày đêm của lãnh đạo bộ công an. Để công tác cải cách hành chính ngày càng đưa lại hiệu quả cao hơn, lãnh đạo công an huyện đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc ở các đội công tác, công an các xã thị trấn kịp thời phát hiện những thiếu sót tồn tại hạn chế và đề ra nhiều giải pháp khắc phục có hiệu quả, gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng và phân loại cán bộ chiến sĩ hàng tháng, có hình thức biểu dương khen thưởng những cá nhân tập thể làm tốt, phê bình hạ loại thi đua đối với các tập thể cá nhân thực hiện kém hiệu quả, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ chiến sĩ, chỉ đạo bộ phận tham mưu, cán bộ kiêm nhiệm cải cách hành chính thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có chất lượng chế độ thông tin báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Trong đó, đồng chí trưởng công an huyện là người trực tiếp ký duyệt các văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính. Liên tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an huyện, cải cách tài chính công, chú trọng hiện đại hóa nền hành chính. Hàng năm đơn vị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng mô hình cải cách hành chính của công an huyện, công an cấp xã nhằm đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm, tìm ra giải pháp tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mô hình và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân xây dựng được mô hình chất lượng tốt. Thời gian qua thì để đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của chính phủ thì công an huyện Thanh Chương đã cùng với sự giúp đỡ, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, công an huyện đã triển khai nhiều cái giải pháp quyết liệt trong tập trung chỉ đạo thực hiện đề án 06 xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử và nâng cao cái cải cách hành chính. Cụ thể là trong thời gian qua, công an huyện Thanh Chương đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, đặc biệt là Lao động, Thương binh Xã hội, Ngân hàng Agribank để tiến hành là các cái hoạt động là cấp tài khoản an sinh xã hội cho các hộ gia đình đối tượng là người nghèo, cận nghèo về tài khoản an sinh xã hội, rồi triển khai chiến dịch 90 ngày đêm cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho người dân, đặc biệt là các cái xã biên giới như là Ngọc Lâm, Thanh Sơn là những cái đơn vị mà đời sống kinh tế còn khó khăn. Cái thứ hai là công an huyện đã chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đẩy mạnh thực hiện đề án 06 đến tận các cái thôn xóm khối bản, thành lập các cái tổ công tác, tổ giúp việc đề án 06. Cái việc thứ ba mà chúng tôi là tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động phối hợp với các ban ngành đoàn thể để nâng cao cái nhận thức của cán bộ đảng viên, người dân về cái tiện ích của đề án 06 cũng như là cái việc là cấp tài khoản an sinh xã hội, cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử để người dân thấy được cái tiện ích của đề án 06 và tự giác tự nguyện tham gia. Cùng với việc thực hiện triển khai chỉ đạo công tác cải cách hành chính, ban hành các văn bản chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ tại các điểm giao dịch một cửa tại đơn vị và công an các xã,
Thời gian qua, Công an huyện Thanh Chương còn chủ động tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện thực hiện các chủ trương giải pháp lớn và xây dựng ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong công tác góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng các cấp được cấp ủy chính quyền đánh giá cao. Thực hiện cái đề án 06 của chính phủ thì công an huyện là một trong những ngành có thể nói vào cuộc rất là tích cực và quyết liệt. Cụ thể kết quả thì thứ nhất đó là cái trung tâm giao dịch một cửa tại công an huyện là được nâng cấp, sửa chữa, người dân đến đó làm việc là rất là thuận lợi. Các cái thủ tục hành chính là được niêm yết công khai và cập nhật đầy đủ, cho nên người dân đến làm giải quyết các cái thủ tục hành chính tại trung tâm giao dịch một cửa công an huyện là rất là thuận lợi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lực lượng công an huyện là dành rất nhiều thời gian trong cái việc mà giải quyết các cái thủ tục hành chính, mà nổi bật là cái việc cấp thẻ căn cước công dân cho trong thời gian vừa qua. Ngoài các cái những cái ngày bình thường thì không thể giải quyết được, dành những cái ngày chủ nhật thứ bảy là có những cái chuyên đề là vì người dân đà về các cái hộ gia đình là người già cả néo đơn, rồi những cái gia đình mà gặp tai nạn rủi ro thì lực lượng công an huyện đã về trực tiếp các hộ gia đình để làm cái thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho người dân. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là lực lượng công an huyện là tích cực đi đầu trong cái việc giải quyết quá cổng dịch vụ công. Như vậy là đến hiện nay thì các cái thủ tục nộp tiền phạt xử lý vi phạm hành chính là cũng đã được nộp quá cổng dịch vụ công, người dân không phải đi lại. Thứ hai là các cái thủ tục cấp phép liên quan đến các cái giấy phép mà liên quan đến lực lượng công an thì cũng đã được cấp qua cổng dịch vụ công. Có thể nói là đấy là một trong những đơn vị có thể nói là đi đầu trong cái việc cải chính và chuyển đổi số. Tiếp tục xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung sâu sát trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch về công tác cải cách hành chính do Bộ Công an và Công an tỉnh ban hành. Công an huyện Thanh Chương đã và đang tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị về công tác cải cách hành chính, gắn công tác cải cách hành chính với các cuộc vận động và các phong trào thi đua ngắn để đôn đốc và thực hiện quyết liệt. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp trang bị các điều kiện cần thiết, đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác. Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng của các phần mềm đã được cài đặt trong đơn vị, khắc phục hạn chế, phục vụ tốt hơn yêu cầu công tác. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, văn hóa giao tiếp, ứng xử, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chiến sĩ, xây dựng đội ngũ cán bộ vững pháp luật, giỏi nghiệp vụ, có thể đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.